Dạ vâng, chào mừng quý vị và các bác yêu âm thanh, yêu cả nhạc khắp mọi miền Tổ quốc đã quay trở lại với Cốc Cốc Audio chúng em. Trên màn hình của quý vị và các bác đây, thì đây chính là cặp loa siêu chép Boss T10. Và đây là dòng loa siêu chép nhỏ nhỏ xinh xinh mà được rất là nhiều bác tin dùng sử dụng và được các bác đánh giá rất là cao. Cặp loa siêu chép này, quý vị và các bác chúng ta vừa nghe nhạc, vừa hát karaoke và vừa trưng bày rất là đẹp. Cặp loa siêu chép này thì vỏ bên ngoài màu vàng gold các bác nhé. Vỏ bên ngoài màu vàng gold. Đây, vỏ bên ngoài màu vàng gold. Ở đằng sau đây thì quý vị và các bác chúng ta có thể nhìn thấy đây là thông số kỹ thuật các bác nhé. Boss model T10, max input là 200W và đây là số series sản xuất Made in USA. Và đây là hàng bã xịn sách tay của Mỹ. Chất âm thì cực kỳ là hay. Và các bác hát karaoke không bị hú rít mic, nghe nhạc không bị đau tai và không bị chói tai, không có những tiếng ve kêu ở trong tai của chúng ta. Ở đây là phía mặt trước. Phía mặt trước thì quý vị và các bác chúng ta có thể thấy mặt trước đây thì ở bên trong này thì có cái đầu đạn nhé các bác nhé. Bên trong này có đầu đạn này. Còn ở bên ngoài này thì màu trắng sữa. Viền bên ngoài này màu trắng sữa. Và ở giữa đây thì có cái khuôn đen thương hiệu logo Boss và USA ở dưới này. 200W trở kháng là 8 ohm, các bác ghép những cặp loa bát 20, bát 25 và bát 30 đều được các bác nhé. Và đều rất là hay. Hỗ trợ cái giải từ 16.000 lên đến giải 28.000 Hz. Một cái giải rất là rộng. Và bên trong này là màng titan các bác nhé. Bên trong này màng titan. Chất âm nó rất là tí tách. Đấy, chất âm cực kỳ là tí tách. Dù là đây, quý vị và các bác chúng ta có thể nhìn thấy đây là cặp loa JBL KI512, hàng bãi Mỹ xịn. Một bát 30, một âm trung và một cháp kèn. Nhưng khi mà ghép nối với cặp loa siêu chép này thì cặp loa siêu chép này nó vẫn lên bình thường. Đấy, cái tiếng chép nó vẫn kéo lên rất là mạnh và lên rất là hay, rất là tí tách các bác nhé. Đây, bây giờ em sẽ test thử quý vị và các bác chúng ta cùng nghe nhé. Và cặp loa siêu chép này thì giá thành thì rất là rẻ các bác nhé. Giá chỉ có 1 triệu đồng một cặp. Đấy, đã bao gồm phí vận chuyển rồi. Bên em hôm qua hôm kia bên em vừa mới về được có mấy đôi. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì chỉ còn lại 2 đôi thôi các bác nhé. Bây giờ thì hiện tại là chỉ còn lại 2 đôi thôi. Đây, bây giờ em sẽ test chất âm quý vị và các bác chúng ta cùng nghe nhé. Đầu tiên là cặp loa JBL KI512, chất âm cực kỳ là hay rồi. Và chép kèn các bác nhé. Và sau đó em sẽ kết nối cặp loa siêu chép vào các bác và anh em chúng ta cùng nghe cái sự thay đổi các bác nhé. Vâng, với cặp loa siêu chép này thì các bác chúng ta có thể nghe được hầu hết tất cả các thể loại nhạc. Những bản nhạc có lời, những bản nhạc bolero nhẹ nhàng hay là những bản rumba hay là những bản nhạc remix thì cặp loa siêu chép nó cũng đều lên được và cái chất âm nó đều rất là hay các bác nhé. Thank you.
khi mà em đã kết nối cặp loa siêu chất Bose T10 các bạn nhé. Và giá chỉ có 1 triệu đồng một cặp thôi các bạn nhé. À vâng, không hề chói tai hoặc là không hề vỡ tiếng ở cái giải cao quý vị nhé. Vâng, một cặp loa siêu chép cực kỳ là chất lượng và giá chỉ có 1 triệu đồng mà thôi. Mọi chi tiết xin quý vị và các bác chúng ta liên hệ về một trong hai số điện thoại trên tấm biển giúp em. Bên em sẽ tư vấn trực tiếp cho quý vị và các bác. Còn bây giờ xin phép em được khép lại video tại đây. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bác. Các bác đừng quên ấn đăng ký kênh, ấn chuông để không bỏ lỡ những video và những thông báo mới nhất từ bên Cốc Cốc Audio chúng em. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bác ạ.